kính chào quý vị khán giả Người Việt TV đến với bản tin cuối tuần. Hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023. Xin chúc quý vị cùng gia đình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và sau đây xin mời quý vị xem bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Thưa quý vị, lạm phát đã khiến thế giới tiêu thụ số lượng mì gói cao kỷ lục. Theo tin của báo Nikkei Asia, năm 2022, thế giới đã tiêu thụ đến 121,2 tỷ mì gói. Đây là mức cao nhất mọi thời đại. Số liệu này mới được công bố bởi Hiệp hội Mì Ăn Liền Thế Giới có trụ sở chính tại Osaka của Nhật Bản. Dữ liệu được tính toán dựa trên số ước tính mì gói xuất khẩu ở 56 quốc gia. So với năm 2021, thì số lượng mì tiêu thụ năm 2022 tăng 2,6%. Tiêu thụ mì ăn liền toàn cầu đã tăng liên tục trong 7 năm qua. Tính đến năm 2022, thì Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ mì gói lớn nhất thế giới. Indonesia đứng thứ 2, thứ 3 là Ấn Độ. Còn Việt Nam chúng ta đứng thứ 4 và Nhật Bản thì đứng ở vị trí thứ 5. Còn nếu mà tính theo cái số lượng mì tiêu thụ trên dân số thì thưa quý vị, Việt Nam lại dẫn đầu thế giới. Năm 2022, Việt Nam tiêu thụ gần 8,5 tỷ mì gói. Còn nếu mà tính theo đầu người thì trung bình mỗi người Việt có 85 lần ăn mì gói trong năm, tức là cứ 4 ngày thì ăn một lần. Và theo sau Việt Nam là Đại Hàn và Thái Lan, trung bình cứ 7 ngày thì họ sẽ ăn mì gói một lần. Vào năm 2020 thì nhiều người đã bị phong tỏa vì đại dịch cho nên cái nhu cầu mì gói toàn cầu đã tăng 9,5%. Đến năm 2021 thì mức tăng giảm xuống còn 1,4%, nhưng sau đó lại tăng trở lại vào năm 2022. Nguyên nhân là giá thực phẩm ở nhiều nước tăng do lạm phát đã khiến cho người tiêu dùng chuyển sang sử dụng mì gói như là một cái lựa chọn hợp túi tiền. Thị trường mì gói cũng đã rộng mở đặc biệt mạnh mẽ ở Mexico. Nhu cầu tại nước này tăng vọt 17,2% vào năm 2021 và vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số vào năm ngoái đạt 11%. Theo nhà sản xuất mì ăn liền Nissin Foods thì người tiêu dùng trung lưu trước đây không dùng mì gói nhưng mà giờ đây thì cũng đang kết hợp món này vào thực đơn do lạm phát. Cùng với Nissin Foods thì công ty khác là Toyo Susan cũng đang ghi nhận là cái lợi nhuận tăng đáng kể từ việc xuất khẩu mì gói trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo, một bà mẹ ở tiểu bang Nebraska bị phạt 2 năm tù vì mua thuốc phá thai cho con gái. Theo tin của hãng thông tấn AP, bà Jessica Burgess, 42 tuổi, ngày 22 tháng 9 bị tòa án quận Madison tuyên bố 2 năm tù vì mua thuốc phá thai cho cô con gái 17 tuổi khi cô bé đang ở 3 tháng cuối của thai kỳ. Cả bà Burgess và cô con gái 17 tuổi của bà ấy đều bị buộc tội cấu kết để chấm dứt thai kỳ của cô gái vào năm ngoái. Theo hồ sơ tòa án thì bà Burgess đặt mua thuốc phá thai trên mạng, sau đó đưa cho cô con gái uống, khi đó thì cô chỉ mới 17 tuổi và sau đó hai mẹ con đã chôn cất thai nhi. Trước đó vào tháng 4 năm 2022 thì cảnh sát địa phương mở cuộc điều tra về nghi vấn là cô con gái của bà Burgess sinh non và tự chôn con. Đến tháng 7 năm 2023 thì cô bị tuyên án 3 tháng tù giam sau khi thừa nhận hành vi phá thai và giấu các phần thi thể của thai nhi. Cùng tháng thì bà Burgess cũng thừa nhận vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang, cung cấp thông tin sai lệch cho các nhân viên thực thi pháp luật, cũng như hành vi giúp cho con gái phá thai và giấu các phần cơ thể của thai nhi. Và thưa quý vị, có thể nói phá thai là cái vấn đề nhạy cảm bởi vì nó liên quan đến lòng tin, tôn giáo chứ không phải là chỉ riêng quyền tự do hay là sức khỏe của người phụ nữ. Vì vậy thì có người ủng hộ, cũng có người chống. Nhưng trong trường hợp này quả thật là để khó mà có sự thông cảm với người mẹ bởi vì thai nhi đã ở 3 tháng cuối của thai kỳ, đã là một em bé. Hành vi giết chết một em bé cho dù là còn trong bụng cũng là điều không thể chấp nhận được thưa quý vị. Chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, Mỹ đang thảo luận bán đợt vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và liệu Nga có bị ra rìa. Như chúng ta đã biết thì Việt Nam từ lâu rất muốn mua vũ khí của Mỹ nhưng vì là một nước nhỏ ít tiền mặt, không đủ khả năng cho nên đành phải tùy thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí truyền thống giá rẻ từ Nga. Theo nguồn tin riêng của hãng thông tấn Reuters ngày 23 tháng 9 thì Washington đang dàn xếp một cái gói tín dụng đặc biệt để chuyển giao một số vũ khí quan trọng được mô tả là nhiều nhất trong lịch sử cho Việt Nam. Điều này có thể làm cho Bắc Kinh khó chịu và Nga có thể bị đẩy qua một bên. Thông tin này dựa trên sự tiết lộ từ hai nhân vật hiểu biết về thương vụ quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam.
Chúng ta còn nhớ một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội để ký thỏa hiệp nâng mối quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Tờ New York Times tiết lộ là Hà Nội đã bí mật đàm phán mua của Nga một lượng lớn vũ khí lên đến 8 tỷ đô la. Để tránh các biện pháp cấm vận của Mỹ và Tây Phương, thì Hà Nội đã chuyển khoản qua liên danh dầu khí Vietso Petro. Và chúng ta biết là chuyện Việt Nam mua vũ khí của Nga là một chuyện bình thường xưa nay. Nhưng cái đợt mua vũ khí này là không bình thường và phải lén lút bởi vì Nga đang chịu sự cấm vận của Mỹ và phương Tây vì xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, trở lại thương vụ Mỹ sẽ bán vũ khí cho Việt Nam thì theo tin của Reuters, một gói thầu có thể sẽ được dàn xếp vào năm tới với việc là Mỹ sẽ bán một đội máy bay chiến đấu F-16 cho Hà Nội trong lúc Việt Nam đang đối diện căng thẳng ở khu vực Biển Đông trong cái cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Dù sao thì thương vụ vẫn còn đang trong cái giai đoạn đầu của cuộc đàm phán với các điều kiện tín dụng đang được thảo luận, có thể đạt được mà cũng có thể không. Cả phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cũng như là Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi khi mà hãng thông tấn Reuters yêu cầu bình luận về cái cuộc thảo luận mua máy bay chiến đấu F-16 nói trên. Thưa quý vị, một vụ mua bán vũ khí lớn giữa Washington và Hà Nội như vậy có thể làm trầm trọng thêm cái mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh, vốn lâu nay vẫn cảnh giác với trước các cái nỗ lực bao vây của phương Tây. Các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông đang có dấu hiệu gia tăng, giúp giải thích tại sao Việt Nam lại đang muốn tăng cường khả năng phòng vệ trên biển. Mỹ, dưới thời của Tổng thống Obama, đã hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016. Nhưng mà từ đó đến nay thì số vũ khí mà Mỹ chuyển giao cho Việt Nam đều rất khiêm tốn. Ví dụ như là hai cái chiếc tàu 3.250 tấn và 24 xuồng cao tốc cho cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời thì Mỹ bán cho Việt Nam 12 máy bay huấn luyện huy công quân sự T-6 Tesan 2, loại máy bay cánh quạt huấn luyện sơ cấp. Cho đến nay thì Việt Nam vẫn tùy thuộc hầu hết mọi ngành vào vũ khí Nga, từ máy bay chiến đấu đến phòng không, chiến hạm, tàu ngầm, xe tăng, v.v. Và Việt Nam đã chi khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm để nhập cảng các loại vũ khí. Washington hy vọng rằng họ có thể thúc đẩy một phần ngân khoản ấy về lâu dài để mà Việt Nam có thể mua vũ khí hoặc từ Mỹ hoặc là từ các nước đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt là Đại Hàn và Ấn Độ. Thưa quý vị, sự đắt đỏ của các loại vũ khí Mỹ là một trong những trở ngại chính. Ngay cả việc huấn luyện để sử dụng các loại vũ khí Mỹ cũng là vấn đề đối với Việt Nam. Đó là lý do vì sao cả chục năm nay Mỹ chỉ mới bán cho Việt Nam một số lượng chưa tới 400 triệu đô la, trong khi Việt Nam mua hàng tỷ đô la vũ khí từ Nga. Còn đó là chưa kể cái việc Mỹ bán vũ khí cho nước ngoài còn phải được Quốc hội thông qua. Và nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì trong năm tới, Việt Nam sẽ có một hợp đồng mua vũ khí Mỹ. Theo nguồn tin riêng của Reuters thì đó là một cái đợt vũ khí lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Và nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc có thể sẽ e dè và cũng có thể Việt Nam sẽ cho Nga sang một bên trong vấn đề mua vũ khí. Chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, tình báo 5 nước trong liên minh Five Eyes giúp Thủ tướng Canada ra cáo buộc chấn động về Ấn Độ. Chắc quý vị còn nhớ cái vụ ông Singh Nijjar, lãnh đạo người Sikh ở Ấn Độ sống tị nạn ở Canada từ những năm 1990, đã bị bắn chết vào ngày 18 tháng 6 năm ngoái bên ngoài một ngôi đền ở thành phố Surrey ở Canada. Ông Nijjar là người ủng hộ việc thành lập quốc gia của người Sikh dưới hình thức nhà nước Khalistan độc lập, bị Ấn Độ liệt vào danh sách phần tử khủng bố hồi tháng 7 năm 2020. Hồi đầu tuần này, thì Thủ tướng Justin Trudeau thông báo với Quốc hội Canada rằng các cơ quan tình báo của nước này đang điều tra các cáo buộc về đặc vụ Ấn Độ liên quan cái chết của ông Nijjar. Trong cuộc phỏng vấn với đài CTV News ngày 23 tháng 9, thì Đại sứ Mỹ tại Canada là ông David Cohen xác nhận thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đối tác Five Eyes đã giúp Thủ tướng Canada đưa ra tuyên bố. Liên minh tình báo Five Eyes gồm 5 nước là Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc. Thưa quý vị, tuyên bố hiếm hoi về an ninh quốc gia của Thủ tướng Trudeau khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa Canada và Ấn Độ đã trở nên căng thẳng. Ấn Độ đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời tạm dừng cấp thị thực cho công dân Canada sau khi phái bộ Canada tại Ấn Độ thông báo về việc điều chỉnh nhân sự. Đại sứ Cohen không nói rõ thông tin tình báo mà chính phủ Canada nhận được thu thập bằng nguồn nào. Tuy nhiên, đài CBC hôm 21 tháng 9 đưa tin là
Chính phủ Canada thu thập tình báo từ nguồn con người và điện tử trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng sau vụ sát hại. Trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 9, thì Ngoại trưởng Mỹ là ông Antony Blinken cũng đã bày tỏ hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ phải làm việc với Canada trong cái vụ việc điều tra này. Và trong một cái diễn biến khác có liên quan thì Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ ngày 23 tháng 9 thông báo là đã tịch thu một căn nhà và khu đất của ông Singh Thanu, người bị coi là thủ lĩnh của phong trào ly khai đạo Sikh hay còn gọi là phong trào Khalistan và có hành động khủng bố tại Ấn Độ. Phong trào Khalistan bắt đầu từ thập niên 1930 khi Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Phong trào trỗi dậy mạnh mẽ vào đầu thập niên 1980 khi các giáo sĩ Sikh chọn hành động bạo lực để trả đũa những cái sự kiện lực lượng an ninh Ấn Độ tấn công vào đền vàng, nơi thờ phụng thiêng liêng nhất của người Sikh tại thành phố Amritsar. Trong cái giai đoạn đỉnh điểm của xung đột tôn giáo thì Thủ tướng Ấn Độ là Indira Gandhi đã bị sát hại bởi hai vệ sĩ theo đạo Sikh vào năm 1984. Chính phủ Ấn Độ đã dập tắt phong trào Khalistan trong nước vào những năm 1990, nhưng mà nhiều thành viên có sức ảnh hưởng đã tị nạn ở Canada, ở Anh và ở Úc. Từ nước ngoài thì họ vẫn tiếp tục các cái hoạt động phong trào này, dẫn đến việc Singh Nigel bị đặc vụ Ấn Độ ám sát tại Canada. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo liên quan đến VinFast của Việt Nam. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, VinFast có kế hoạch xuất xưởng những chiếc xe điện đầu tiên sang châu Âu trong năm nay sau khi nhận được sự chấp thuận theo quy định của Liên minh châu Âu. Thông tin này được đưa ra khi mà EU đang xem xét áp thuế đối với các công ty xe điện của Trung Quốc. Theo kế hoạch thì khoảng 3.000 chiếc xe crossover VF8 sẽ được giao đến Pháp, Đức và Hà Lan trong quý 4 của năm nay từ nhà máy của VinFast ở Hải Phòng. Một nguồn tin nói với Reuters trong điều kiện ẩn danh vì những cái chi tiết này thì hiện vẫn chưa được công khai. Kế hoạch mở rộng sang châu Âu của VinFast sẽ tăng gấp 4 lần so với mục tiêu chưa đạt được trước đó là cung cấp 700 xe vào tháng 7 năm 2022, trong lúc EU có cái cuộc điều tra đối với nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, cho nên là có thể tạo ra một cái khoảng trống trên thị trường. Nếu hoàn thành mục tiêu này thì châu Âu có thể trở thành là thị trường nước ngoài lớn nhất của VinFast trong năm nay. Đầu năm nay thì VinFast đã chuyển khoảng 2.100 chiếc xe điện đến Mỹ và có kế hoạch vận chuyển thêm mẫu xe VF9 theo hồ sơ đầu tiên mà gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ sau khi niêm yết. Tuy nhiên thì tất cả 999 chiếc xe trong lô hàng đầu tiên tại Mỹ đã ngay lập tức bị thu hồi do trục trặc phần mềm nguy hiểm. Theo hồ sơ liên bang thì cái việc hoàn trả được thực hiện dễ dàng là do chỉ có 111 xe đến tay khách hàng vào thời điểm đó. Theo dữ liệu của công ty tư vấn Innovest, châu Âu là một trong những cái thị trường lớn nhất của hãng xe điện Trung Quốc với 70.000 xe đã được bán ra trong 7 tháng đầu năm nay, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu mà EU kết luận áp thuế trừng phạt nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thuộc Liên minh châu Âu trước các đối thủ có giá rẻ hơn, tức là từ các dòng xe điện Trung Quốc hoặc là các thương hiệu khác nhưng sản xuất tại Trung Quốc, thì các sản phẩm của VinFast cũng sẽ có mức giá cạnh tranh hơn ở châu Âu. Mẫu xe VF8 của VinFast sẽ có giá khởi điểm là 50.990 euro, tức là khoảng 54.220 đô la Mỹ tại Pháp. Mẫu xe Tesla E sản xuất ở Trung Quốc cũng đang bị đe dọa bởi thuế quan của EU, có giá khởi điểm từ 46.000 euro. Thưa quý vị, việc VinFast mở rộng sang châu Âu là một phần trong tham vọng toàn cầu, bao gồm xây dựng các nhà máy mới ở Mỹ, ở Indonesia, đồng thời nhắm tới Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, tử tù Lê Văn Mạnh đã bị hành quyết bất chấp sự phản đối của công luận. Giới luật sư ở Việt Nam xác nhận là tử tù Lê Văn Mạnh đã bị hành quyết vào sáng ngày 22 tháng 9 tại nhà thi hành án của Công an tỉnh Hòa Bình. Lê Văn Mạnh, 41 tuổi, cùng với Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng là ba tử tù mà công luận tin rằng bị án oan và gia đình họ đã ròng rã đi kêu oan hơn một chục năm qua. Theo hình chụp văn bản được trang cá nhân của luật sư Trần Đình Dũng đăng tải hôm 23 tháng 9, thì sau khi bị hành quyết, thi thể tử tù Mạnh đã được chôn cất tại Nghĩa Trang Chợ Nhàn, tỉnh Thanh Hóa, quê của ông này.
Như vậy là ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Việt Nam đã bác đơn xin ân xá của tử tù Lê Văn Mạnh và bất chấp phản ứng của công luận. Luật sư Trần Đình Dũng cho biết là vụ án Lê Văn Mạnh xét xử từ năm 2005 cho đến năm 2008, gồm 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm, nhưng vẫn y án tử hình. Tại các phiên tòa, thì bị cáo Lê Văn Mạnh cho rằng là thời điểm xảy ra án mạng, ông đi làm giúp cho em gái Lê Thị Nhài nên có bằng chứng ngoại phạm. Trong khi đó, thì hội đồng xét xử căn cứ chủ yếu vào một bức thư của bị cáo Mạnh để khép tội, trong khi lá thư là do hai phạm nhân cùng buồng, cùng phòng ép bị cáo viết. Hồi năm 2007, thì một văn bản của Viện Kiểm sát cũng cho rằng là cơ quan điều tra mắc nhiều sai sót, mâu thuẫn và chưa có cơ sở vững chắc để kết luận Lê Văn Mạnh là tội phạm giết người, hiếp dâm trẻ em. Bình luận về tin hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh, thì luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên trang cá nhân rằng một nền tư pháp phản động. Sau khi gia đình tử tù Lê Văn Mạnh được thông báo chuẩn bị nhận thi thể con trai hồi tuần trước, thì phái đoàn Liên minh châu Âu và sứ quán một số nước phương Tây ở Hà Nội cũng như giới luật sư lên tiếng kêu gọi dừng hành quyết ông Lê Văn Mạnh nhưng bất thành. Trong thỉnh nguyện thư đề gửi ông Võ Văn Thưởng, các luật sư của văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long viết: vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với tử tù Lê Văn Mạnh đã được xét xử qua nhiều lần, nhiều cấp tòa án với những lời kêu oan liên tục của bị cáo Lê Văn Mạnh. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo. Một phụ nữ ở Việt Nam bị tắc ruột phải cấp cứu phẫu thuật do ăn 5 trái hồng giòn ngâm trong lúc đói bụng. Theo tin của truyền thông trong nước, vài ngày sau khi ăn 5 trái hồng ngâm trong lúc đói, thì một phụ nữ tại Quảng Ninh phải nhập viện vì đau bụng quanh rốn. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh nhân bị tắc ruột và phải phẫu thuật để lấy bã thức ăn ra. Ngày 23 tháng 9, thì thông tin từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí ở Quảng Ninh cho biết là các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cho một trường hợp bị tắc ruột do 3 cục bã thức ăn lớn, kích thước là 5x6cm. Cách đây ít ngày, thì nữ bệnh nhân có tên viết tắt là C, 37 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, quanh rốn, kèm theo bí trung, đại tiện. Theo lời kể của bệnh nhân, thì khoảng 1-2 tuần trước, chị C ăn cùng lúc 5 trái hồng giò ngâm trong lúc đói. Sau 1 giờ đồng hồ nội soi, thì các bác sĩ đã lấy ra 2 cục bã thức ăn tại dạ dày và 1 cục bã tại ruột non của người bệnh. Theo bác sĩ Đỗ Quang Úc, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, thì cục bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng khối hoặc là khối đông kết, không tiêu hóa được. Trường hợp của bệnh nhân C thì việc ăn quá nhiều quả hồng khi đói là một nguyên nhân gây hình thành cục bã thức ăn. Bởi trong quả hồng có chất nhựa gây kết dính tạo nên cục thức ăn lớn rất khó tiêu hóa. Bác sĩ Úc cũng khuyến cáo người dân là cần thận trọng, đặc biệt là những người đã cắt dạ dày bán phần, có bệnh lý về răng miệng, làm giảm chức năng nhai, những người có thói quen ăn quá nhanh không nhai kỹ. Và khi đói thì không nên những loại trái cây mà chưa chín kỹ, có vị chát giống như là trái hồng giòn hoặc là trái sum, trái ổi v.v. Với những loại thức ăn này thì kể cả lúc no bụng cũng chỉ nên ăn hạn chế để tránh tình trạng bị tắc ruột giống như bệnh nhân C. Thưa quý vị, đây không phải là cái trường hợp đầu tiên ở Việt Nam bị tắc ruột phải phẫu thuật do ăn trái hồng ngâm mà đã xảy ra với nhiều người trong những năm qua. Và tại California chúng ta thì mùa trái hồng chính là vào những tháng gần cuối năm và nhiều gia đình trồng hồng ở sân sau nhà nhiều quá cho nên là cũng đã ngâm để ăn dần. Nhưng mà theo khuyến cáo của bác sĩ, đây là loại trái cây mà chúng ta không nên ăn nhiều cùng một lúc và đặc biệt là không nên ăn lúc đang đói. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.